Hello, xin chào tất cả các bạn đến với channel của Tuấn Anh ngày hôm nay. Hôm nay Tuấn xin giới thiệu đến các bạn là chiếc máy bay C-17 Globemaster 3. Đây cũng là thành viên thứ 5 trong cái dòng C-17 của Tuấn Anh, và rất là vui khi Tuấn kiếm được cái loại mà được sơn với cái Airbase, Air Force Base Memphis. Hôm nay tao chỉ giới thiệu về cái Air Force Base Memphis thôi. Tại C-17 thì tao đã cũng làm clip và cũng nói sơ về C-17 rồi. Giờ để mở hộp nhé. Đây là chiếc thứ 5 của tụi anh. Tao có là Jack Lost, Jackton, Mars, and Dover, và đây chiếc Memphis. Nó còn mấy loại nữa. Thì nếu mà nó ra được cái dòng 1/200, tao sẽ mua 1/200. Tại tao cũng không thích cái dòng 1/400 lắm. Thì Memphis Airbase á, là cái nó là thuộc cái quân đoàn 164 máy bay vận tải quân sự của Air Force, của quân đội Mỹ. Thì nó nằm ở tiểu bang Tennessee. Nó cái Air Force Base này là được thành lập từ năm 1961. Ngày 1 tháng 4 năm 1961. Để mình lấy ra. Trong hộp thì mình có một cái stand và cái máy bay. Đó, để mình cho các bạn coi rõ chiếc máy bay nhé. Chuyến bay này có số hiệu chuyến bay máy ký hiệu là 30600 Memphis. Các bạn có để ý cái này, nó có hình cô gái mặc bộ đầm màu đỏ, tên là Memphis Belly. Bên này thì cô gái mặc cái đầm màu xanh, cũng tên là Memphis Belly luôn. Tuy mỗi cái airbase nó có một cái đặc điểm riêng của nó nên là nó sơn theo cái đặc điểm của nó riêng. Tại sao cái chỗ này không có để các bạn thấy rõ cái chỗ cái đuôi à. Cái dòng này tên hơi không thích một cái là khi mà nó làm cái cửa này á, mà mình mở ra rồi á, cái cửa này, cái ram này ha, các bạn thấy không, cái ram mở xuống vỡ bên trong. Thì nói chung là một khi cái ram này mở xuống rồi đó, là đóng lại á, thì nó sẽ không giờ nó lên sát được với nhau. Chiếc 400 á, thì cái chiếc 400 thì của Gemini, chiếc 400 thì cái base nó vẫn đóng ra mở vô được, giống y chang nhau. Nhưng mà không hiểu tại sao cái này nó hơi cứng nên là nó, mình cũng không có muốn làm mạnh quá nó sẽ gãy nên thôi để đó đi. Nó ta tính sau. Ok, đẩy nó mạnh chút xíu. Rồi. Đó mà được rồi. Thì nó có cái vấn đề chỗ đó thôi. Nhiều khi nó mở ra được nhưng mà nhiều khi đóng cho nó hơi cứng cứng. Nên rất là cẩn thận chứ không nó gãy. Đây, cái Memphis Airbase này á, thì cái dòng C-17 này á, là mới gần đây mới được đưa về ở cái Airbase này từ năm 2013 cho tới hiện nay là nó cái dòng C-17 này nó được đưa về cái Airbase này. Tại vì trước đó là nó được khai thác nó chủ yếu là khai thác cái dòng C-130. Sau cái C-130 thì nó khai thác dòng C-141. C-141 thì nó giống tựa, nó là cái phiên bản đầu của giống giống của C-5 á. Thì tới năm 2004, sau khi mà những chiếc C-141 cuối cùng về hưu á, thì C-5 bắt đầu là
là những chiếc máy bay chính của cái quân đoàn 164. Và cho tới tháng 2 năm 2013 thì những chiếc C5 ở cái Airbase Memphis nó cũng về hưu và nó được thay thế bằng C17. Thì Tân cũng có cố gắng tìm hiểu coi có bao nhiêu chiếc C17 được phân bổ về cái Airbase này, nhưng mà hiện tại đã tìm hiểu và kiếm rất nhiều website ngay cả vào cái chỗ cái Memphis Airbase này luôn để kiểm tra thì nó cũng không có trong một cái số liệu chính xác, ngay cả Wikileaks cũng không có. Thì khi nào mà có thì tôi sẽ update cho các bạn biết về ở cái Airbase nó có bao nhiêu chiếc C-17 ha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip ngắn của ngày hôm nay thôi. Hôm nay là Tân chỉ có nhiêu đó thôi. Tân muốn nói về sơ về cái Memphis Airbase. Và đây là chiếc thứ 5 của C-17 của Tuấn Anh. Và Tân mới mua cái stand mới để lên máy bay để cho nó quay quay máy bay. Nhưng mà có vẻ nó hơi nhỏ, Tân sẽ đổi qua cái return cái này sẽ và mua cái mới bự hơn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần tới.